Nhà này là anh tự trồng không á, không có phân bón cũng không có thuốc men cái gì hết. Bởi vì rau sạch đó hả? Đúng rồi. Những người tập gym thì luôn luôn quan tâm tới cái sức khỏe của mình thì không có ăn ở ngoài, anh tự nấu ăn luôn. Giỏi quá ha. Còn dân văn phòng tụi em thì tiện đâu ăn đó, cho nên đôi khi chế độ dinh dưỡng nó cũng hơi lúc này lúc kia. Hôm nay anh nấu ăn phải không? Đúng rồi, bữa nay em thích ăn món gì anh sẽ nấu cho. Món trứng chiên hay là mì gói? Món gì anh cũng nấu được, chỉ sợ là nó không có hợp khẩu vị với em thôi. Không, là một anh chàng trẻ trung, khỏe khoắn, biết lo cho sức khỏe của mình và đặc biệt là biết nấu ăn. Hình ảnh người đàn ông vào bếp nó rất là dễ thương. Công việc của anh thường thường bắt đầu từ lúc mấy giờ? Buổi sáng thì anh dậy khoảng 5 giờ sáng, xong rồi đánh răng, rửa mặt, làm đồ ăn sáng, ăn uống xong cái là 6 giờ là bắt đầu anh đi làm, 9 giờ tối mới được về. Công việc của anh có áp lực gì không? Khi gặp những học viên khó tính thì vì công việc mình cũng phải chiều theo họ một xíu, cho nên cũng rất là áp lực. Có bao giờ anh mang áp lực về nhà không? Khi mà anh về nhà thì anh để nó ở chỗ làm, bởi vì anh không muốn là mình chúc lên cho người khác. Công việc của em thì cũng hay gặp stress mà đôi khi cũng hay đem về nhà. Anh có cách nào để giúp em không? Công việc thì ai cũng có căng thẳng nhưng mà đem về nhà thì không tốt đâu. Nhiều lúc mình có con cái rồi mình về mình sẽ chúc lên nó thì điều đó là không tốt. Khi mà mình chia sẻ cái điều đó với Thông thì mình hy vọng là Thông nói à anh sẽ dẫn em đi chơi hoặc là anh sẽ dẫn em đi tập thể thao. Đôi khi có những cái chưa thể giải tỏa được ngay tại văn phòng thì mình về mình cần một bờ vai để mình tâm sự tỉ tê. Cuối tuần thì anh về đây chơi với bạn hay sao? Cuối tuần thì tụi anh hay tụ tập ở nhà. Có lai rai không? Có chứ. Anh thích uống sữa hơn uống bia. Một trong những điều mà Chi thấy anh chàng này khá thú vị là khi anh tự nhận và nói ra rằng là anh thích uống sữa hơn là uống bia. Thì điều này cho thấy là anh chàng này rất là thẳng thắn và chân tình. Điểm nào mà anh không thích ở một người bạn gái của anh? Anh không thích ở người bạn gái của mình dành quá nhiều thời gian cho cái công việc mà không lo cho gia đình. Nhiều lúc bạn gái của anh đi làm suốt ngày không thấy một cái tin nhắn nào nữa. Tính anh hay ghen á, cho nên là anh cũng rất lo, rồi anh cứ suy nghĩ là không biết cô này đi đâu, đi với ai. Nhiều lúc hỏi thì cô ấy cũng ngập ngừng đó là đi với công ty, là anh chỉ biết cho nó. Ghen cũng là một điều dễ thương chứ bộ. Tuy nhiên ghen thì cũng phải ở mức độ nào hợp lý. Trong một mối quan hệ thì mình sẽ chia sẻ thẳng quan điểm của mình như thế nào, chia sẻ thẳng công việc của mình như thế nào, và một khi đã yêu thương nhau, hiểu cho nhau thì mình nghĩ là cái phần ghen đó nó sẽ không là một cái gì nó quá lớn, mà nó chỉ là như một xíu gia vị cho tình yêu thôi. Khi anh chọn người bạn gái thì anh thích người bạn gái là nào? Anh thì thích những người phụ nữ lớn tuổi hơn mình, bởi vì những người con gái mới lớn họ thích nhõng nhẽo, họ thích đòi này đòi kia cho bằng được. Còn khi quen người phụ nữ lớn tuổi hơn thì họ đã biết được công việc của mình nó như thế nào, thì họ sẽ dễ dàng thông cảm cho nhau hơn. Đó cũng là một cái lý do chính đáng, bởi vì những người phụ nữ lớn tuổi hoặc là những người ở tuổi lứa tuổi Chi hiện giờ thì đã trải nghiệm nhiều về cuộc sống, về công việc. Những người độc thân lâu như tụi em hoặc là ở cỡ tụi em thì đúng là cái sự thấu hiểu là tụi em có. Cái sự đòi hỏi thì nó cũng sẽ ở mức chừng mực. Nhưng mà nhõng nhẽo là phụ nữ tuổi nào cũng nhõng nhẽo à nha, chứ không phải là tuổi... Thì họ chỉ thích nhõng nhẽo nằm trong cái giới hạn nào đó thì ok. Phụ nữ tuổi nào cũng thích được cưng à nha, cũng thích trà sữa, cũng thích lang thang, cũng thích này cái kia. Một khi đã yêu thì mình không có quan trọng vấn đề tuổi tác lắm. Quan trọng là hai người sống với nhau có hợp hay không. Nói chuyện nãy giờ cũng lâu rồi, thôi mình vô nấu ăn đi. Anh nấu chín nha, hay là em nấu chín? Em chỉ cần đứng kế bên thôi, còn nấu ăn thì cứ để anh lo. Mình cũng hơi bối rối á, tại vì mình vẫn thích cái sự tương tác nhiều hơn. Ví dụ như anh làm cái này, em phụ cái kia thì nó sẽ vui hơn. Anh thì thích nấu ăn, bởi vì anh không thích đi ăn ngoài. Anh ăn nhiều lắm, cho nên là ra ngoài quán anh đâu có được bao nhiêu đâu. Cho nên là tự nấu ăn, đúng rồi. Không đủ chắc thì tập luyện. Một ngày anh ăn như thế nào? Một ngày anh ăn 4 cử. Cứ cách khoảng 4 tiếng rưỡi là anh ăn một lần.
không cũng khá giống như là tính của ba của mình, là thích ăn cơm ở nhà. Mình cũng hơi lo lắng là nếu như anh ấy rất thích ăn cơm ở nhà thì liệu trong cái thời điểm hiện tại mình đang tập trung cho sự nghiệp thì mình có thể nào chu toàn được cái đó. Nước của em này. Cảm ơn anh. Ủa anh, hôm nay mình ăn không có cơm à? Anh quên nói cho em biết nữa, bữa nay là anh sẽ không có ăn tinh bột. Thì không, hay là anh quên nấu cơm rồi. Bữa nay là anh không có ăn tinh bột, bởi vì ăn tinh bột nhiều thì không có tốt cho cái sức khỏe lắm. Cắt cơm mà còn biện hộ. Có thể là lần đầu tiên khi mà gặp nhau thì bối rối và có thể quên. Thì điều đó cũng trở thành một điểm dễ thương thôi. Em thấy nè. Hợp với Chi lắm đó. Chi ăn nhiều rau xanh. Dạ. Thì khi nghe tới câu đó là mình bật cười. Mình biết rằng là nãy giờ ảnh nhìn mình là ảnh cũng chịu đựng lắm rồi. Với bản tính của người đàn ông này thì anh sẽ không gián tiếp chê đâu, nhưng mà biết đâu ông cũng có nhắc nhở trong đó. Anh ăn xong rồi em rửa chén nha, chứ anh không có rửa đâu. Ok. Bình thường thì em sẽ thích nấu ăn hơn rửa chén, nhưng hôm nay anh đã nấu ăn rồi thì em sẽ rửa chén. Nhưng mà anh không có được bỏ đi đâu á nha, anh phải đứng kế bên chơi á. Giống như hồi nãy anh nấu ăn em cũng đứng kế bên em phụ em chơi đó. Rồi ok.